chi tiết thú vị mà có thể các bạn đã không để ý khi xem Oggie. Oggie and the Cockroaches, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, gắn liền với tuổi thơ của trẻ em Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế. Tuy nhiên bên cạnh đó, đã từng có sự xuất hiện của những chi tiết đặc trưng về nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam. Trong một phân cảnh của Oggie khi đang vô tình truy bắt những chú gián tinh nghịch, đã từng xuất hiện hình ảnh nón lá và cả quốc kỳ Việt Nam. Điều thú vị là tựa phim hoạt hình Oggie and the Cockroaches lại được chính các họa sĩ Việt Nam thực hiện, với những hình ảnh hoạt hình sống động mà các bạn nhìn thấy trên TV hàng ngày, đánh một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển và sức ảnh hưởng của ngành công nghiệp hoạt hình tại Việt Nam, minh chứng cho tài năng và khả năng sáng tạo của nước nhà cũng không thua kém gì so với bạn bè quốc tế.